Em mà quê hương của đồng chí Phúc mà, cho nó giống giống xíu, nó nghiêng nghiêng vậy đó má hai. Được chưa? À, đọc nè. A u now now. Được chưa? Ví dụ như nó là bây giờ hay không bao giờ, now or never, đúng không? Now nó phải là now now now, nó là now now. Để mình nắm được cái bí quyết của khẩu hình miệng của mình nói dễ, đúng không? Now now. Được chưa? Từ tiếp theo là từ màu nâu. Đọc nè, từ đang như đọc sai lắm. A u bra u brown. Được chưa? Brown. Được chưa? Nó chậm, nếu chậm nó sẽ là brown. Đọc nhanh sẽ là brown. Brown. Ok. Hiểu được cái nguyên tắc âm là mình ghép vào thôi, đơn giản dễ ạ. Không học tiếng Việt thôi mà. Brown. Brown. Chưa? Tiếp theo. Như thế nào, làm như thế nào này? Ow. How. How. Không nhớ cái bài How to speak perfect English, đúng không? How. How. Chưa? Rồi hôm bữa học lông mi rồi giờ học lông mày. Brown. Em đọc là gì? Lá là, đúng không? Nó trọng âm rơi vào âm đầu tiên. Lá là sẽ là eyebrow. Cái chân mày của mình này, được chưa? Eyebrow. Được chưa? Brow. Brow. Rồi đến ngàn này, ngàn này. Có bài hát A Thousand Years rất là hay ha. Sao. 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 Được chưa? Zend. Được chưa? Thousand. Thousand. Ok. Thousand. Không phải là thousand. Thousand là đọc sai nha. Nó không là cái âm. Cái âm nếu như đa cái lưỡi sẽ hay, rất là hay. Đó là nhìn nó rất là sexy. Thousand. Ok. Rồi đến giờ tiếng nè. Cái thằng này với thằng của chúng ta, của chúng tôi đồng âm khác nghĩa nha. Nếu như không có chữ sờ, được chưa? Của chúng ta, của chúng tôi á, được chưa? Nó sẽ đồng âm khác nghĩa. Từ thứ sáu nè. Cái chữ r gọi là âm kiểu Mỹ, hoặc là âm dài. Sau đó mốt mình sẽ học, sau đó mình sẽ học âm này, nhưng mà nói luôn thì cong cái lưỡi rất là nhiều, được chưa? Để ra sát cái thấy này, được chưa? Cong cái lưỡi lên. Đúng rồi, càng cong nhiều càng hay, nếu mình học cái âm này, được chưa? Nhưng mà bây giờ nói trước luôn, được chưa? Nó sẽ là trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, nó sẽ là gì? Hours. Hours. Được chưa? Hours. Ok, có chữ sờ hours. Được chưa? Rồi tiếp theo cái nhà, ngôi nhà. House. 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 Hôm bữa có coi cái đoạn clip mà con nhỏ kia đó, nó bắt chước ngữ âm của người nước ngoài không? Nó vừa bắt chước được ngữ điệu, nó bắt chước được giọng nó mới ghê. Nó giọng một đàn ông, nó giọng đàn bà, nó giọng con nít, nó giọng bé luôn. Dễ sợ thiệt. Thắm bắt chước khẩu hình miệng. Ow. House. 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 Được chưa? Ví dụ nó là nhà nhà tôi rất đẹp, nó sao? My house is very gorgeous, very beautiful, very pretty. Ok. Tiếp theo cái khăn tắm này. Towel. 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 Ok. Towel. Give me a towel. Đi tắm mình quên,
mình quên đem khăn tắm thì mình nói người ta đem khăn tắm cho mình, nói sao? Give me a towel, please. Ok, towel, towel. Vì làm gì mà ngồi cười hoài về em? Towel, yeah. Những cái hoa này, số ít này. A, u, flower. La là trọng âm trong bài đầu tiên được chưa? Sẽ là flower, flower. Mà nhiều cái bông đó sao? Flowers, flowers. Thì nó là tôi yêu thích hoa lắm. I love flowers. Oh. Còn đây là một cái hoa thì mình nói là flower, flower. Được chưa? Tiếp theo nè, cái từ số 10 là ra là mắc cười, tại vì nhiều giáo viên cũng đọc là sai luôn. Đó sẽ là a u cloud, cloud. Nhiều người đọc là cloud, cloud. Được chưa? Nó gọi là cloud, cloud, cloud. Ok, cloud. Chú Hề, anh Hề đó. Được chưa? Tiếp tục nè, của chúng tôi nè. À, chúng tôi, của chúng tôi nè. Our, a u la là our, our, our. Yeah. Tiếp theo ra ngoài nè, ra ngoài hoặc là ở ngoài nè. A u, a u, out, out, get out. Chúng ta đó là ngoài nó get out. Ok. Tiếp theo cái đơn vị đo lường nè. Ounce, ví dụ mình đo lường là bằng cái lượng gam đúng không? Gram, mà còn tụi Mỹ nó đo bằng ounce. Vàng thì mình đo bằng lượng thì nó đo bằng ounce. Ok. A u ounce, ounce, ounce. Ok. Ounce. Ok. Tiếp theo ngọn núi nè, ngọn núi, đỉnh núi nè. A u mau, mount, mount, mount. Được chưa? Ví dụ như là mình nói đỉnh núi Everest, nó là Mount Everest. Okay. Đỉnh núi, ok. Tiếp theo nè, khoảng này, xung quanh nè. Round, round, round. Around, around, around. Ok. À, tiếp theo khoảng chừng này, khoảng chừng này. A u bound, bound. Nó trọng âm, nó là âm thứ hai. Đọc sao đây ạ? About, about, about. Yeah. About. Rõ đến cái miệng nè. A u ma u mouth, mouth. Đúng không? Để cái lưỡi ra, để cái lưỡi ra. Tiếp theo nè, a u da u doubt, doubt, doubt. Ví dụ nói là, hỏi là anh có yêu em không? Do you love me? Thì đó là không nghi ngờ, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn rồi đó. No doubt, definitely. Đúng không? No doubt, doubt. Tiếp theo cho phép nè, cho phép, ví dụ cho phép quay phim nè. Out loud, allow, allow. Không phải mình làm điệu đâu, hay phải mình đọc điệu. Thực ra đọc tiếng Anh đúng là phải vậy á. Nó có dấu thì phải đưa dấu lên, được chứ không có đọc allow, allow. Allow giống như đọc người người nước ngoài đọc tiếng Việt mà không có dấu, hiểu không? Nghe rất là mắc cười. Allow, nó phải vậy á, không phải là điệu đâu, đọc đúng đó. Allow, tại sao người ta phải có cái dấu ở đó, mình phải đưa dấu vô, hiểu không? Allow, allow. Tiếp theo lời thề nè, vow, vow. Cách đây 6-7 năm có bộ phim này, bộ phim này rất khá hay nè. The vow, đám đông. A u crowd, crowd, crowd. Được chưa? Crowd. Âm ca để đọc cờ cờ rào nó dở lắm, nó sai á. Đọc là khạc khạc á, khạc, nghe phun khạc á. Crowd.
crowd. Được chưa? Tìm thấy này, tìm thấy này, found, found. Rồi cuối tuần tôi đã tìm được người yêu của cuộc đời mình. Finally, I've found my life's love. Found, found. Tập nói cho nó quen cái miệng rồi sau này mình nói nó không có phải thô quá như vậy được chưa? Nhưng mà để cho nó mượt thì nó phải thô trước đã, hiểu không? Nó phải thô, nó thô trước là từ đồng hồ nó sẽ mượt thôi. Giống như hồi xưa mình học cái âm TH, mình đâu có nói được đâu, không bao giờ nói được, mấy tháng mà nói được, tại vì cái lưỡi mình hơi ngắn. Bây giờ lưỡi cũng dài hơn bất cứ ai rồi được chưa? Làm qua nó cũng dài ra thôi, hiểu không? Ok, tiếp theo. Lai hết quát tháo này. Ow. Sound, sound, sound. Từ này, do những cái miệng rồi đọc theo ha, với những cái miệng đọc theo thôi. Tiếng Anh có ông mẹ gì bắt chước thôi mà. Z, 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 được chưa? A u, crowd, crowd, crowd. Earth, earth. Earth, and nó lại là and được chưa? Nhưng mà vô câu nó bị giãn lược thành là sorry mọi người. Khi mà thằng and khi vô câu nó còn bị giãn lược thành and ha. And ow sound sound thousand 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 woo woo wound, wound, out, around, 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 the, âm a học rồi đúng không? Đọc là gì? O, mo, you, new, new, new. Mơ mình mình là đúng không? Monument 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 được chưa? Ghép lại thôi mà đúng không? Monument rồi đọc hết cả câu nè. The crowd of a thousand wound around the monument. Đọc nhanh xí ha. The crowd of thousand wound around the monument. Ok. Rồi qua câu thứ hai. O u o u o u xin học ha, chú xin học o u ơ p pen open là open open đó là your nhưng mà bây giờ nó lựa giảng lược ha, trong câu hoặc trong những bài hát nó sẽ lựa thành là yeah. Đọc your cũng được ha. Your a u ma u mouse mouse ant hoặc là ant au shout shout ow out out ow loud loud đó là that that nhưng mà nó đọc thành là that that được chưa? Mình đọc that đi đi ha, nó bị giãn lược thành that. Sau đây mình sẽ chỉ các bạn khi nào giãn lược từ nào, giãn lược từ nào không ha. U you you được chưa? Đáng lẽ phải là you nên mới đúng nè, mà bên này nó giãn lược nó bằng cái âm mở thành phần là you you thì nó là you 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 âm tính của nó là you. A u vowel vowel chu giãn lược thành t t ow mount mount the the monument monument ở đây đúng không? Ok bây giờ mình đọc cả câu ha.
Open your mouth and shout out loud that you vow to the mount. Ok. Ok. Có to the monument. Ok, the monument. Thực ra là người ta nói là bây giờ mở miệng mày ra và hát to lên giống như là mình thề tới với ngọn núi được chưa? Mà thêm cái the monument cũng được ha, cái tượng đài. Ok. Đỉnh đỉnh của cái tượng đài. Hoặc là đỉnh của một cái di tích, là một cái thân danh lam thắng cảnh gì đó. Rồi, tiếp theo câu số 3. A i. A i. Âm a i mình học chưa ta? Chưa phải không? Âm a i chưa học phải không? Bữa sau học hè. A i. E. W. Will. Will. O. No. Not. 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 Allow. Allow. A. W. One. 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 Ow. Owns. Owns. Earth. 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 Doubt. 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 T. Hello. Two. T. Hello. Two. Okay. E. D. D. Okay. Ow. Found. 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 About. About. Hour. Hour. Endowment. Endowment. Okay. Cả câu này. I will not allow one ounce of doubt to be found about our endowment. Ok, mình cứ đọc từng từ nó đúng thì cả câu nó đúng thôi, không có gì khó khăn hết ha. Mà cũng không có gì điệu hết, mình đọc bình thường thôi. Nó là dấu của tiếng Anh thì có dấu thì mình đưa dấu vô thôi, chứ không phải là điệu đâu. Mà không có, mình thấy nó lạ nên mắc cười thôi chứ bình thường. Mình đọc đúng sau này nó cũng thấy nó bình thường, không có gì ngại nữa hết ha.